Mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bây giờ thì cũng gần 2 giờ mấy phút nữa, 2 giờ chiều các bạn. Thì bên mình xuống cống Âu Thiềm Dàm Bà Lịch nha các bạn. Thì ở đây quen thuộc thì cống Tà Niên đi các bạn ơi. Hiện giờ mấy anh ra bên đội quản lý đang đóng cái cửa của Âu Thiềm lại nha các bạn. Hiện giờ cống chính thì chưa có đóng nha, chút sẽ đóng nữa các bạn. Cái cống này, cái cửa này, cửa Âu Thiềm nha các bạn. Hướng này hướng bên ngoài sông Cái vô nha. Giờ hiện giờ đóng cũng hơn phân nửa các bạn. Trong này cái Âu Thiềm nha các bạn, đóng Âu Thiềm trước. Cống này chủ yếu là ngăn mặn để các vùng ở trong, các huyện ở trong như Tân Hiệp, Châu Thành này kia nó đỡ bị hạn mặn nha các bạn. Cống này thì trong Âu Thiềm đóng lại cống tránh, cửa cống chính chính các bạn, chưa có đóng nè, sẽ đóng lại luôn. Tuy thị lực ga là cái cống nó ra các bạn, bước vô là bước vô như cái xe cuốc vậy. Sắp xa đóng hoàn sát lại luôn rồi các bạn. Chút nè, chút nữa xong rồi đó. Đóng hoàn toàn lại đó các bạn ơi. Bây giờ mấy anh cũng đang vào cái bộ điều khiển trong cái cống chính các bạn. Đóng cái cống chính luôn. Cống thiết kế rất là đẹp luôn các bạn. Lên quá trời cao. Cái Âu Thiềm thì đóng một cửa ngoài hướng biển nha các bạn, hướng trong này hướng vào Bình Giá. Cái cửa này mày mở cho trong này vô nha các bạn, vô rồi hồi mở cái cửa cho ra biển nha các bạn. Hiện giờ mấy anh bên quản lý cũng phát còi cảnh báo nha các bạn, cho điều khiển những cái vỏ này kia vào Âu Thiềm nha các bạn. Cống tránh mà bắt đầu đóng xuống nha các bạn ơi. Đây trước mặt màn hình của các bạn thì cái cống, cửa cống chánh nha, chánh của cống Tà Niên và Bà Lịch nha các bạn. Đây các bạn thì cái ti thủy lực đang hạ xuống rồi đó các bạn. Đang rút xuống rồi. Đó cũng vậy ha, hai bên điều khiển nha các bạn. Đang hạ xuống nha các bạn. Mình rất là đẹp luôn các bạn. Ở
ti hạ xuống được một phút rồi các bạn. Ở dưới nè. Ở phía đây thì mấy anh cũng đang canh nha các bạn. Để ra tàu phía trong này ra thì phải điều khiển vô cái âu thuyền nha các bạn. Hướng vô thuyền không đi cái đường tránh được nữa. Tại vì cái cửa tránh đang hạ xuống các bạn. Hiện giờ mình xuống phía dưới nha các bạn. Nó cái cửa cống chính đang dần dần xuống các bạn, xuống được chắc hơn phần nữa rồi các bạn. Hiện giờ cái cống đang dần dần xuống nha các bạn, còn cách khoảng 3 mét nữa các bạn, 3 mét nữa tới mặt nước nha. Rồi cũng chút xíu nơi đụng mặt nước nha các bạn, cửa cống mặt đụng mặt nước. Rồi đụng mặt nước các bạn ơi. Đóng trong nãy giờ chắc khoảng đâu hồi mình coi lại coi. Vậy là đóng trong vòng khoảng nửa tiếng các bạn. Rồi cửa cống này không đóng khoảng nửa tiếng mới xuống hết luôn các bạn. Bây giờ 15 phút rồi đó. 15 phút mới tới được mặt nước. Nước bắt đầu tràn vô những cái khoang đó các bạn. Tới 1 phần 2 phần 3 phần nha các bạn. Đó, nước mặt nước bây giờ vào cái khoang thứ hai đó các bạn. Chúng bay chúng xong đóng xong. Cửa cống này tùy theo ngày lịch hay như bạn. Có bữa mở 12 giờ, 1 giờ hay là 2 giờ, hôm nay thì gần 2 giờ này các bạn. Quá trời luôn các bạn. Mị trên này luôn. Nước về tràn vào cái khoang thứ cuối cùng, thứ ba. Tới chớn mặt nước xịt nữa các bạn, tới cái chớn đó là xong. Tùy theo bữa nước gồng nước lớn nữa các bạn. Chừng nào nước ngoài này hết chảy là hết nè. Còn chảy.
Rồi đã đóng hoàn toàn đấy các bạn. Hiện giờ mình đang thấy cái tàu đánh cá đang di chuyển ra vào Âu Tiên các bạn. Hướng này hướng ra biển nha. Ở trong này thì gạch giá ra nha các bạn. Tàu này mới làm lại các bạn. Mùi nước sơn mới sơn luôn. Mới sơn phết lại anh. Này mình mới sửa sang lại cái gì anh, hay là mình mới đóng ra? Quá mới luôn. Mới xuống hả chú? Dạ. Xe này mới xuống các bạn ơi. Quá trời mới luôn. Mùi keo còn hôi hơi. Mới xuống. Hiện giờ mình thấy có một con xe cuốc đang di chuyển vào cống Âu Thuyền Dàm Bà Lịch các bạn ơi. Ăn ủi lại kìa. Ở sau có một xà lan nữa. Vào Âu Thuyền thì mình để sẵn cái quần để hồn một dây này kia neo lại rồi những cái sạch lạng khác vào nữa các bạn. Rồi xe 05 này các bạn ơi, 03.
quá trời chuyển mưa luôn các bạn. Vào hậu thiền hồi mở cửa đằng kia mới ra được nha các bạn, tại vì cống chánh đã đóng rồi ha. Thì xà lan chở cát đá đang di chuyển vào Âu Thuyền nữa nha các bạn ơi. Này chở đá. Thì vào tới Âu Thuyền thì đều mọi người đi chiếc xà lan, mọi người đều cầm sẵn trước cái sợi dây nha, để tới chỗ là phải neo vô nó an toàn vô các bạn, để đừng để bê qua này kia nữa các bạn, nhiều xà lan vào nữa. Tới đẳng luôn, tới đẳng luôn. Vô được cái nhỏ nữa đó quá. Hú ghê hả, chục bồ hú. Thank you.
vào luôn bạn ơi, đi lên luôn nè. Đi sâu vào luôn. Cái cửa cống đóng lại các bạn, cái cửa cống Âu Thiền nha, bên đây thì Âu Thiền đóng lại nha. Kia thì mở ra cho những cái xà lan và xe cuốc trong này đi ra nha các bạn, rồi tàu thuyền nữa các bạn. Nó giờ đang đóng lại, sắp chút nữa xong rồi tới này. Nhờ ở đây có cái Âu Thiền các bạn cho nên nước nó không cao thấp. Hiện giờ thì cũng đợi cái cửa của Âu Thiền này mở ra mới đi được nha các bạn. Đó, xe cuốc cũng đang đậu đó kìa. Đó, kế một cái tàu biển mới ra lò luôn các bạn. Mới xuống nề luôn. Xe cuốc thì đậu chờ. Cửa cống đang gặp sự cố dính gác hay gì các bạn. Mấy anh đang bóc gác bây giờ. Dính gác cho nên không có đóng khích lại được. Chưa đóng khít lại được nữa các bạn, tại dính gác. Dính nên cái cửa cái cống Âu Thiền chưa có đóng vào được các bạn. Đi đâu dính phim đây không? À, là không có mà dính gì vậy?
qua đang nóng lòng các bạn, tại vì đã đi giờ cũng lâu rồi, hơn nửa tiếng hồ các bạn. Ghe đằng trước thì cả tiếng rồi đó, đây cả tiếng luôn các bạn. Mấy anh ấy gác không lên các bạn, cho nên anh mở ra nhờ xà lan lại đạp thử cái gác nó ra không các bạn. Đó, cho nên gác dính dưới không đóng khít cái cọng cỡ miệng cống lại các bạn, cho nên không có xả đằng kia cho những xà lan ra được nha. Xà lan lại chỗ này lại ủi các bạn, đạp ga cho nó mạnh lên cho nó trôi được gác không nha các bạn. Bây giờ xà lan nhỏ này trở ve ngược trở lại cái miệng cửa cống nha, để đạp cho gác nó dính nó dưới ra các bạn, rồi mới đóng cái cửa cống lại chứ đóng không sát được các bạn. Nhờ cái hiện nãy giờ thì cửa cống không đóng sát lại được bạn, do dính gác này kia dưới. Hiện giờ thì nhờ cái xà lan nhỏ đó các bạn, rồi xe nhỏ lại đạp cái chỗ miệng cống các bạn, cho nên cho gác ra nghe các bạn. Đó, gác ra mới đóng cống lại được, tại vì đóng không khít được. Rồi, bắt đầu đạp nè các bạn. Rồi xa được rồi đó các bạn. Đó vậy đó mấy em đó. Có vậy đó mấy ngày đó kìa.
ủi được rồi đó các bạn. Những cái đống này dính không nghe dạ không nè. Cái miệng cống đang ẩu thuyền đang đóng lại. Đóng lại thử cái vào không nha. Hồi nãy thì không có vào khích được các bạn. Dần dần đóng lại. Đang trở lại gần xong các bạn, coi thử hồi nãy nó còn thở một tí nha. Bây giờ thì thử coi có vô khách không nha các bạn. Sau kêu cái xà lan đang hồi nãy thì hỏi thử coi giờ có vô khách được không nha các bạn. Không vô được các bạn, cho nên mở ra không vô được. Còn bên kia nước một lẫy không vô được các bạn. Xà lan hồi nãy lại đạp dữ lắm, đạp luôn nhưng mà không có hiệu quả. Này cái dính gì ở dưới các bạn, buộc phải không vô rồi. Bây giờ mấy anh xả nước luôn các bạn, xả nước để cho mấy ghe tàu qua luôn, tại vì rất là lâu rồi, đợi hơn tiếng mấy rồi các bạn, gần 2 tiếng hả, đợi gần 2 tiếng hồ rồi các bạn. Cửa cống hướng ra biển đang mở ra các bạn, cống không thì mở ra cho ghe tạm ra nha. Mở ra sắp được phần nửa rồi các bạn. Thì ghe tàu xà lan đồ đậu ở ngoài đợi vào cống nha. Nhiều lắm rồi các bạn. Đợi mấy cái tàu thuyền nãy giờ trong âu thuyền đợi nãy giờ 2 tiếng hồ đó các bạn, tại vì cái cửa cống đằng kia bị trục chặt các bạn, không đóng khít được, cho nên anh nãy giờ đang tiến hành lấy gác này lên kia mà không có đóng lại được khít các bạn, cho nên nãy giờ sửa cho nên rất là lâu. Bây giờ hiện giờ vẫn chưa được nha các bạn. Bây giờ mấy anh ở tiến hành xả nước vào cho mở cửa cống này cho bà con mình ra luôn các bạn. Thì gió lại đợi lâu quá ra luôn. Rồi mấy anh đang thông báo phòng người đang cho tàu thuyền di chuyển vào các bạn, tại vì đang gặp sự cố rồi ở trong cho trong này ra nha các bạn, rồi tiến hành sửa đằng kia rồi mới cho những cái tàu thuyền ở trong vào. Rồi, cũng rất là lâu luôn rồi. Đó, xe cuốc cũng đi ra luôn các bạn.
xe cuốc đang ra nha. À, cái tàu đánh cá cũng đang ra luôn các bạn ơi. Đoạn cá mới ra đầy nha các bạn. Xe cuốc rồi, tàu đánh cá đang di chuyển ra này các bạn ơi. Rất đông xà lan với ghe đậu ngoài các bạn, đợi vào cống, nhưng mà âu thuyền đang bị sự cố à.